แค่ความเป็นนาความผู้ส่งเพื่อเมื่อที่เวลาอินเทอร์เน็ตมาในสมัยที่เราเป็นคนเป็นผู้ไม่มาเข้าเล่นแล้วที่เขาเรียนไม่มาเพราะว่าจะให้เขาเก็บผมทำได้ให้ตามตัวEm đi qua nữa nhé. Đẹp thì nó phải sắc và chanh mà đẹp thì nó kiểu nó phải sắc. Đứng im, đứng im. Thì lúc mà 13 tuổi anh học thì lúc đấy cái người người bạn học cùng với anh cũng 13 tuổi hay là họ lớn hơn anh ạ? Quận này hay quận kia? Mở cái số 2 thì về xem được. Lúc đấy cũng phải là anh ít tuổi nhất không anh? Nam Nam đứng im, lại đi ra đấy lại lượn trước cái đầu kia, đứng ở đây đã. Thăng Long, làm cưỡi dâu.
bước này thì trong mình có những cái kỹ thuật chạm khác như thế nào để có để nổi bật lên cái hình quan âm? Bước này thì nội dung của nó có chủ yếu có hai là quan âm và dòng. Cái rồng thì nó không có tiêu chuẩn, rồng là âm vật tưởng tượng, âm chủ yếu là quan âm. Quan âm mình làm cho nó cái Phật thì nó cũng có cái tiêu chuẩn, nhưng mà cái diện của mỗi người mình khi mà cái này mỗi người để làm cho nó là cái diện. Một cái bức tranh mà để có được, tức là để cho cho em cảm nhận được ấy, thì nó đảm bảo yếu tố gì? Bức tranh mà người tranh là phản ánh cuộc sống, cho nên là để cho người xem phong thương cảm nhận thì là nó phải một phần sinh động, chưa nói đến bố cục tính kéo đây. Vậy thì cái độ cao siêu của nó ở đâu ạ? Nếu mà đạt đến độ cao siêu, nó ở hôn, ở bố cục, như rồi là tỷ lệ chạy, rồi là từng chi tiết. Là cái nét độc của người ta không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng mà nó nổi bật ở cái ví dụ độc của cái người này. Thì những cái hình khối cũng như là những cái phần cơ bắp có thể là người ta đang cấm cả trình độ giải phóng của mình, thì trình độ đấy nó tùy từng người. Anh hiểu điển tích như thế nào thì anh mới làm được chứ. Cái điển tích quan âm với dâu mà nội dung của nó thì có quan âm trên dâu và tay một tay cầm bình nước cầm lâu đổ xuống thế gian, một tay thì cầm cành lễ, nó thì nó tượng trưng cho quan âm, tượng trưng cho lòng từ bi. Khi mà người sở hữu cái bức tranh đây